1 mét đấy, tầm nhìn 1 mét. Ủa cái con này của anh là iPod hả? Đâu, iPhone. Anh chưa lấy con 5 à? Chưa. Làm quá 5 đi. Cái chương trình của ANZ hơi bị hay luôn, chương trình mình đang chạy. Chương trình lãi suất gì? 0% là 0% thực chất ấy. Ừ. Chứ không phải là... Ví dụ cái máy anh em nó thì 20 triệu trả trong 6 tháng, có nghĩa là hồi nó 18 triệu rồi cho nó dễ, mỗi tháng trả 3 triệu thì có lúc mỗi tháng cọp vô 3 triệu, không trả một đồng lại. Có cái máy. Em đang định, đấy hôm rồi qua nói chuyện với nó là định ký tiếp là làm luôn 1 năm ấy, chứ không làm 1 tháng nữa. Kiểu như ký hợp đồng nguyên tắc, xong rồi từng tháng mình sẽ review. Lái xe của này rất là excited. Luyện mắt.